Mày. Chữ tình hiện rõ trên đầu. Kiểu này là sắp bắt đầu yêu đương. Người ta chắc chắn đã thương. Việc mày là phải tương ngay, đừng chờ. Cho thầy tép thuốc. Cho thầy cốc nước. Con lại thầy ạ. Ôi giời ơi, ngồi đây mà anh em gọi như gọi hồn thì không thấy chưa? Ôi giời ơi, nhìn cái mặt kia là biết là xác ở đây, nhưng mà hồn á lại ở chỗ chị Thiên An rồi. Cái mặt này á chả khác gì à bệnh nhân lâu năm của trại tâm thần cả. Một con ấy thì coi tình yêu là trò tiêu khiển, một thằng ấy thì bị tiêu khiển bởi tình yêu. Thế làm sao mà hiểu tình yêu đích thực đang hừng hực trong ngực tao hả? Buồn luôn nhá. Ui giời, như mày á, người ta chỉ gọi là yêu đơn phương thôi, làm gì được gọi là tình yêu như bọn tao. Đúng rồi, tình yêu của bọn em á, nó là tình yêu của cả hai người. Đúng. Em yêu á, mà người ta cũng yêu. Còn anh á, là cái loại yêu đơn phương. Anh có biết á, người ta gọi là gì không? Là cái gì? Để tao nói cho. Yêu đơn phương ấy, nó giống như kiểu một thằng ngu tự đái vào chân. Đấy, người ngoài nhìn vào rất ngu, nhưng mà bản thân mình cảm thấy rất thoải mái và ấm áp. Này, kệ bố tao. À thì kệ mày. Thế nhưng mà cái việc dọn vệ sinh ấy, mày để hai đứa tao làm quần quật ra, gọi khản cả cổ thì không thấy đâu. Mày có ra làm nhanh không? Nhanh không tao đấm mày bây giờ đấy. Dọn vệ sinh á? Ừ. Ai rồi? Ừ. Tự nhiên đau mắt thế nhở? Ai? Đau gì nhanh thế? Ai biết đâu được ai, tự nhiên nó đau ấy nhở? Đau mắt thì vẫn khênh được. Anh Tuấn đi trước, anh Hiếu đi sau. Hai anh đi ra kia, khênh cái thùng phi cho em. Cứ đi theo anh Tuấn ạ, không cần phải nhìn. Ai ơi, chết rồi. Đau chân quá, phải gió đau chân quá. Ủa đây. Thôi đi. Để tao dọn vệ sinh đi chúng mày. Chứ không để chúng mày dọn một mình tội chết. Đi Tuấn ơi, đi khênh thùng phi đi. À, để tao ngồi lên trên cái thùng phi cho mày dễ đẩy nhá. Nào đi. Thôi. Con lại bố. Bố không muốn làm thì bố nói thẳng ra, bố lại còn làm trò. Này, cái trò này của mày á, tao nghĩ là bây giờ đi ra cổng xóm trọ, dễ phải khoảng 300m. Đấy, đến cái trường mầm non ấy, diễn cho bọn trẻ con nó xem, nó còn tin. Bọn tao tin thì hóa ra bọn tao ngu à, hả? Không làm được á, thì bảo tao bận. Nói tử tế một câu bọn tao làm cho. Đằng này mày đặt lên đóng mắt, đóng chân. Thì tao bận. Hai bạn Hiền làm tao bán nhá. Cảm ơn hai bạn Hiền. Ôi. Đấy, anh lo mà làm phần việc của anh Hiếu đi nhá, em chịu. Tao chịu. Người ta đang đau đầu vì tình ấy, bảo dọn vệ sinh. Vệ sinh thì dọn lúc ngoài chỉ được. Tình yêu đến là phải chớp cơ hội ngay, đó. Bây giờ làm nào để tỏ tình phát ăn ngay nhỉ? Đúng rồi. Mình sẽ làm ảo thuật. Ấy. Ảo thuật biến ra bông hoa hồng. Hôm trước là học lỏm người ta cô Giang. Bây giờ phải đi mua hoa đã. Chưa chết, đang lâu chân. Ui dồi ôi. Thế là sắp thoát kiếp FA rồi. Thầy đã phán nhá. Không được chần chờ mà phải tương luôn. Đấy, tương luôn vào ngay. An. Dạ. An ơi, chậm lại nghe anh. Anh có cái hộp, em nhanh thò vào. Thò vào, sờ kỹ xem sao. Xong lôi ra phát, thể nào cũng yêu. Anh lại định giở trò gì đấy ạ? Đây nhá. Trong tay anh đang có một chiếc hộp không? Đấy, em nhìn này. Đấy, không có gì. Đấy. Bây giờ em thò vào trong nhá. Em lôi ra phát, thể nào cũng có cái mà em cực kỳ thích. Thật đấy? Ai nói dối người yêu mình bao giờ. Ấy.
nhà Nghĩa Trang hôm nay mọc lạ thế nhỉ, mọc từng sợi này. Bình thường nó toàn mọc quả cụm thôi. Mà anh Tuấn ơi, mồm anh hôm nay thế nào, răng mọc đầy rồi nhỉ, kéo bị ốm ấy. Chúng mày, chính chúng mày đã phá tan cuộc tình chấp nở của tao hôm nay nhá. Tao có biết gì đâu. Đúng rồi, bọn em cứ vứt hoa đi xong rồi bỏ ba con sâu vào đấy đâu nhỉ. Chúng mày. Chúng mày, bây giờ mày chết chưa có mà mày. Trốn nước chung à? Ôi trời ơi, tao đổ mày bắt cho tao đấy. Chúng mày đứng lại. Trời ơi, không nghĩ là có một ngày mình lại mua được em nó. Phiên bản giới hạn cơ mà. Đúng là quá giỏi. Cái túi mới trong giường của em. Đến bao giờ mọi người mới bỏ được cái kiểu phá đám này đi hả? Ai biết đâu được ấy. Tự nhiên mày đi giữa đường này, phải chăng mày đi trên tường, hay là mày bay trên trời bọn tao mới không va vào chứ, đúng không nhỉ? Cái bà tưởng rõ thông rõ thoáng rồi, chả đi trên đấy, đi xuống đường làm gì? Đúng rồi. Em không cần biết. Bây giờ mọi người là hỏng túi của em phải đền bù cho em. Một là em nhận tiền trợ cấp của mọi người, cầm luôn để trừ nợ. Hai là đến quán cà phê làm không công trừ nợ, mỗi tháng 3 triệu, bao giờ trừ hết thì thôi. Đấy, anh Hiếu thì chạy bàn, Thảo thì sổ sách, anh Tuấn thì đi ship. Cứ thế mà làm nhá, làm việc cho nó cẩn thận vào. Đừng để em có em chửi cho lại bảo em quấy thai. Đấy, chúng mày nghe thấy nó nói gì chưa? Con Thảo ấy, tính toán nhanh lên. Thằng Tuấn, vào trong nhà lấy mấy đơn còn đi ship đi nhá. Làm việc nhanh nhanh chóng chóng lên. Ok, tiền sư mày, hả? Mày cứ làm như mày quản lý ở đây ấy nhỉ? Chả rõ ràng. Tao ấy, bồi bàn chạy bàn đây mòn mấy đôi tông rồi. Hôm nay chúng mày mới đi làm, chúng mày phải nghe tao chứ. Kinh nhờ, kinh quá. Tí nữa nhá, em sẽ ghi vào sổ là anh thu tiền thiếu của khách, xem anh có kinh được không. Tiền sư mày. Em ơi, cho anh gọi đồ. Vâng. Mày lệ hồn ấy. Anh uống gì anh? Cho anh có cà phê nhá. Rồi. Đâu cho anh cái bàn, làm bẩn quá. Đấy, người ta gọi nước gì á, chẳng biết có nhớ không. Kéo tí lại nhầm đấy. Này, mày có thích ra Nghĩa Trang không? Hả? Mày thích kinh tao không? Này, có bảo mày ra Nghĩa Trang trước ấy. Sao tao phải ra Nghĩa Trang? Cười ở 10 cái răng ấy. Này, sao em vừa thấy khách đi vào sao lại đi ra rồi? Không sao cả. Tại khách bị trĩ không ngồi được nên đi về rồi. Thế à? Thế anh Tuấn, anh đi vào lấy đồ đi, ship cho khách đi, không khách lại dùng. Đi hả? Đi vào đi. Ôi tình yêu, không vào à? Mưa rồi. Ô này, cái đứa nào nó mất dạy thế chứ lại. Tự nhiên đánh giá 1 sao cho quán, sao lại còn viết là nhân viên quán dùng mũ bảo hiểm hành hung khách đến vỡ cả mũ. Điều thế chứ lại. Đâu, sao nào? Ôi, có khi nào quán đối thủ nó chơi đẻo mình không nhỉ? Cũng có thể anh ạ. Chứ nhân viên quán mình làm gì có ai bố lá mất dạy như thế. Đánh khách đến nỗi vỡ cả mũ. Đánh vỡ mũ thế thì còn gì là người nữa nhỉ? Đấy là ác ạ. Ô, anh Tuấn, anh đừng bảo là anh đánh khách vỡ cả mũ bảo hiểm đấy nhá. Tao đánh chứ ai, cái tiền sư nữa chứ. Tại sao anh lại làm như thế? Anh có biết làm như thế lại ảnh hưởng đến quán không? Giờ người ta đánh giá quán 1 sao này thì ai dám đến nữa. Thế tao hỏi mày nhá, đang yên đang lành, con người yêu cũ của ông Hoàng đến bảo mày là cái con bò già, con mồm rộng ăn hết phần của chồng, con xấu xa thối tha đa nhân cách thì mày thấy thế nào, hả? Con nào nó thấy anh đưa em đến gác bổng ra, nhanh! Thì đấy,
Tao đang đi xếp hàng ấy, gặp đúng cái thằng người yêu cũ của cầu rút tao. Nó quay ra nó sỉ nhục tao thì nó mới tới công chuyện với tao chứ không tự nhiên tao đánh nó làm gì. Thế à? Thế thì thôi, lần sau rút kinh nghiệm nhá. Mà cái thằng này buồn cười thật đấy. Rõ ràng là có cái mũ bảo hiểm như này rồi mà vẫn tả tơi này, tao thấy nhục thi mày đấy. À, nhắc với nhớ ấy, cái tiên sư nó người cứng như cục đá, đập vỡ cả mũ bảo hiểm ra không sao, thế mà quài một phát chảy máu mồm luôn. Chị Nhung ơi, chị Nhung, sổ sách em tính xong rồi ấy chị ạ. Chị đang xem đây. Ui dồi ôi, chị không phải xem, em tính nhá, chỉ có chuẩn thôi. Chị nên cân nhắc về cái việc mà tăng lương cho em ấy. Ồ, Thảo, chị nhớ là sáng nay chị thanh toán tiền cà phê đầu vào là 15 triệu mà. Sao em chỉ có 150.000? Chị đưa em mượn. Em biết thiếu số 0 thôi mà. Úi trời ơi, biết thiếu số 0 thôi mà. Ngu thì nói đi để còn bày đặt. Này, có mà cay ngu ấy nhá. Người á thì lấy rẻ lau bàn để lau vào mặt khách. Người thì bị khách đánh cho không nhận ra cái hình người gì cả. Còn hơn em mà oai ha. Cái tiền sư mày hả? Mày nói chuyện với các anh mày kiểu gì đấy hả? Mày thái độ kiểu gì ấy? Mày tin tao cho mày ra cái trang không? Sao? Cố lên! Vào đây! Vào đây! Cố! Cố này! Cố này! Tiền sư mày cho mày đánh tao! Cố lên! Mỗi người bị phạt trừ nửa tháng lương. Thời gian làm không công trừ nợ kéo dài thêm 15 ngày nữa. Từ bây giờ cứ có lỗi gì á là em sẽ trừ lương. Thế nhá. Tại anh ấy. Tại mày ạ. Tại các anh ấy. Tại mày. Bắt mày. Tại mày. Tại mày. Trước kia nhà bà Hoa hơi buồn, sinh ra được thằng con hơi đần, rồi thì ngủ si lâu lâu, lại rồ lên kêu gâu gâu. Bao năm rồi bà Hoa vẫn buồn, sinh ra được thằng con ngu đần, rồi sừng mọc lên như con trâu, rồi lại ngủ si lâu lâu. À, tao hiền quá nên là mày trèo lên đầu tao mày ngồi luôn đúng không? À, thôi nhá, quả này lành làm gáo, vỡ làm muôi, tao cho mày thương tật về bố mẹ mày nuôi luôn nhá, nhá, nhá. Nào. Đít rồi, cắn đi. Cắn đi. Ai à? Ai đổ ôi, mày phi à? Úi chú. Mày phi đi. Úi dồi. Rồi ơi. Chị Nhung, hai anh này đang đánh nhau ấy, chị phải phạt đi. Chị mà vào muộn tí nữa nhá là vỡ quán đấy. Hai cái anh này nhá, tém lại, lúc nào cũng thế. Đâu, ai biết gì đâu. Tao còn đem dép đâu mà. Kiểu đầu ấy. Mà không làm gì ạ, hai anh đi vào ship nước đi. Hai anh chụp công nước trong kia, cái link nó xếp sẵn rồi mà không đi ship cứ đứng đuổi nhau. Địa chỉ ở ghi rõ ở đấy rồi đấy, nhanh lên. Ê, xe phải. Ôi trời, xe phải á? Mày có chắc không đấy? Cái tặng này chả chắc thì không à. Bản đồ đây này, sai thế nào được. Cứ rẽ đi nhá. Ê à, xong lên đoạn kia còn rẽ trái nữa kìa. Tao cứ sai sai ấy. Sai cái gì? Đi, yên tâm nhé, tao đi đường này mai rồi, đi. Lạ lắm. Thế phải à? Ừ. Đến rồi. Anh ơi. Ồ cái bồ ấy. Mày bảo mày đi đường này nhiều rồi. Mày nhân viên đài hóa thân Hoàn Vũ à? À mà mày ra Nghĩa Trang nhiều. Mà mày bảo yên tâm. Yên tâm cái gì à? Cái con kỳ lân kia. À đứng đây lạnh nhất cả người này. Thế nhưng mà bản đồ nó chỉ thế mà. Trời. Bây giờ nước tan bố hết đá rồi. Lại còn lạc rồi còn không biết đường về này này. Thì cứ từ từ, tao mở bản đồ ra đi đến nghĩa trang khác là được. Tìm đường về nhà là được chứ gì. Mày đưa đây, để tao tìm nhá. Mày chả làm được cái trò trống gì cả, chỉ có hai anh em là giỏi thôi. Làm cái gì đấy, tránh ra để tao tìm là nóng quá. Hiếu ơi, mày không nghe thấy tiếng khóc à? Mày giỏi à? Làm gì có ma? À, ở đâu phát ra ấy nhở? Ai biết đâu được.
Thiên Hàn. Cái gì? Thiên Hàn chết rồi á? Mày bị dọa à? Tiếng Thiên Hàn kêu. Mời em vô đây cùng anh đêm nay mình cùng ngất ngây đắm say. La 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 la. Yeah! À! Thằng này làm sao đấy? Ông mày đá đây, làm sao? Mày vào đây. Hả? À. Thì ra chúng mày chọn cái chết à? À. Ảo thuật à? Hay đấy. Được. Tao cũng có ảo thuật. Mày có xem không? Xem. À, mày xem à? Được. Nhìn tao đây. Mày nhìn nhá. Tao bắn một phát tất nắng luôn à. Mày. Mày còn chờ tắt nắng à? À, tao cho mày tắt thở luôn. À, nhờn. Đi em. Thằng con nhà Mo, đưa mũ bảo hiểm đây. Rồi, bê tao cái thùng nhá. Bê đi. Bê thật đấy. Rồi. Ơ, này, con nhà nắp gầm. Ôi dồi ôi, mày theo gái mày bỏ bạn à? Ây giời. Má này, tại sao một mình em lại đi vào cái nơi hẻo lánh làm gì? Em đi sang nhà bạn chơi, nhưng mà không biết đường. Em đi theo Google Maps chỉ thì nó đi vào đấy ạ. May là có anh ấy, không thì em không biết làm thế nào. Thế à? Anh cũng bị bản đồ chỉ đi lạc vào đến đấy. Bây giờ công nhận đấy, mình có duyên quá em nhỉ? Vâng ạ, à, em cũng nghĩ thế. Em đây, nếu duyên số đã đưa mình đến với nhau thì em có muốn thuận theo duyên số để mình làm người yêu của nhau không nhỉ? Em đồng ý ạ. Tại có viên đá nên anh phải phanh gấp. Anh xin lỗi. Không sao ạ. Đi nhá. Ôi dồi ôi. Lại có con sên em ạ. Nó bỏ qua anh không muốn cán vào nó nên anh lại phanh. Không sao ạ. Ừ đấy, rồi đi nhá. Ôi dồi ôi. Sao không em? Nó lại gặp đường rồi đấy. Cái đứa nào trong đấy đấy, ra cho tao giải quyết cái. Anh đi kiểu gì ạ? Mà anh phanh nhiều thế. Có khi cái má phanh xe anh á, nó cháy rồi cũng nên đấy. Tại vì có chứng ngại vật thì anh mới phanh chứ. Về rồi đấy à bạn Hiền? Bọn em á, đi thế là quá chậm rồi đấy. Đáng nhẽ bọn em phải về cách đây 30 phút rồi cơ. Thế à? Thế thằng Hiếu, mày có quên gì không? Quên gì? Không, chả quên gì. À, thế không quên gì, mày vừa đi đâu về đấy? Tao á? Tao vừa đi ship nước với con nhà bao hoa. Xong rồi giải cứu được em An. Ôi chết rồi. Ôi chết. Con nhà bao hoa nó mất ở Nghĩa Trang. Về cái gì ấy bạn? Tao bay về đấy. Tiền sư mày nữa chứ nị. Thấy gái tít hết mắt lại. Hôm nay mà tao không đi nhờ được về thì mày hỏng người nhá. Mà không đi ship nước được con Nhung thì mày hỏng người với con Nhung. Xin lỗi. Làm căng thế. Tại tao cứu được em An này, tao vui quá. Quên mất. Vui quá à? Thế đưa tiền đây, trả công đây nhá. Cảm ơn tao về cái việc là tao đưa mày đi lạc để có thể cứu được em An. Tiền á? Tiền trong phòng ấy. Vào phòng ấy xong rồi tao đưa cho nhá. Mày nhớ nhá. Được rồi. Em đi về phòng đây ạ. Ôi trời ơi. Thoát kiếp em vào rồi. Cả mặt chúng mày làm hơi lố rồi đấy nhá, mới yêu nhau được có 2 tiếng rồi đấy. Người ta tán nhau lâu ấy, yêu nhau thì mấy chốc em nhỉ? Đây anh ạ, xóm trọ nhà em đây,
An ninh lắm, anh yên tâm nhá. Mà anh làm nghề gì đấy? Anh bán gà. Em ở phòng ở trên tầng đúng không? Anh lên trước nhá. Nào, anh há mồm ra. Nghịch. Hey, chờ. Này. Chị My, chị My à. Còn My không? Tao phải hai gói. Em còn. Đâu? Đây. Mai tao trả nhá. Ôi. Tiền sư mờ đẹp thế mà đang BCM thế mà chả biết mút môi em ăn cả. Hiếu ơi. Ôi, bọn tao gọi mày không nghe thấy à? Anh Hiếu ơi, đi ra ngoài này bê hai anh bê cái thùng đi cho em quét cho sạch cái. Anh này đi. Được rồi. Chờ tí ta thay quần cái. Cái tiền sư cái thằng tuổi tiền mãn dậy thì này. Mơ vớ vẩn này xong này thay quần. Ừ, thế, đi.